Nghề tài này nó nhiều cái khổ lắm anh em. Sáng đi trễ cũng bị chửi, chạy chậm đất tài cũng bị chửi, chạy nhanh xe hư cũng bị chửi, làm đúng cũng bị chửi, làm sai cũng bị chửi, ăn cơm lâu cũng bị chửi, chiều về sớm cũng bị chửi, mệt xin nghỉ cũng bị chửi. Bởi vậy anh em nào muốn bước chân vô cái nghề này thì phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy bước vô. Cuộc đời sao quá bon chen, làm thuê đánh khách tháng ngày đơn độc mẹ ơi. Nhìn cuộc đời nuôi trôi, người con sáng tấn dạ rời, ngày cứ trôi vô tình cuộc sống riêng mình. Đèn mờ lấp lóe sau lưng, bàn chân lẽ bước lê thê lúng trời ràng đông. Gió trời thôi ví vu, hàng cây ướt đẫm sương mù.